Rồi, hello các bạn. Hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn làm cái lồng đèn trung thu. Rồi, cho con các bạn chơi ha. Rồi, nó sẽ như vậy nha. Rồi, nguyên liệu các bạn cần có, bạn chuẩn bị là một lon sữa lớn nha. Lon sữa này mình có khoét lỗ rồi nha. Rồi chút xíu mình sẽ hướng dẫn các bạn cái lỗ. Hai cái lon sữa nhỏ, lon sữa bò ha. Mình cho điện. Cái kiện các dây chì. Một số dây chì nhỏ. Một cái cọng dây chì lớn. Thì có thể có dao gọt giấy, kìm bấm và máy khoan để mình khoan lỗ nha, máy cắt. Rồi, rồi bây giờ mình tiến hành làm ha. Đây, khoét mình sẽ khoét cái lỗ ngay tim của ha, cái nắp như kính ha. Rồi, hai cái lon nhỏ này mình sẽ cắt. Đó. Rồi, để tạo những cái đường đứt này. Đó, để tạo những cái đường đứt này ha. Thì mình dùng dao gọt giấy ha. Gọt giấy, gọt thẳng xuống, gọt nhiều lần nó sẽ đứt nha. Đây, để mình gạch một lần cho bạn coi. Đứt rồi ha. Rồi. Ở đây thì mình có máy cắt cho nên mình sử dụng máy cắt ha, cắt cho nó lẹ. Nếu mà nhà nào mà có máy cắt á, mình cần bấm cho bạn bấm. Bấm cứng ha. Rồi các bạn cắt. Thank you.
Đây ha, tiếp tục với cái lon thứ hai. Rồi, cái lon thứ hai đã xong. Rồi, sẵn đây các bạn vẽ ra luôn. Cái nắp hình nha ha. Cẩn thận nước chai ha. Rồi, cái gì ha? Lon này luôn. Rồi ha. Đây.